chúng ta sẽ cùng khui máy HD70 của hãng Rionet. Đây là dòng máy trợ thính có dây mẫu mới nhất 2023 ha. Đây là máy trợ thính kỹ thuật số. Giá niêm yết của hãng là 4.460.000 của anh chị ha. Chức năng của nó thì nó lọc nhiễu rất là tốt và có chức năng nghe điện thoại luôn. Bên trong máy thì chúng ta sẽ có phiếu bảo hành hướng dẫn tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật ha. Một cái thân máy sử dụng viên pin 3A. Phụ kiện đi kèm là hai nút nhựa và một dây lo. Do đây là máy trợ thính xài một viên pin 3A nên là chúng ta có thể thấy cái máy nó rất là gọn nhẹ so với những cái máy đời đầu, nó nhỏ hơn một nửa. Chúng ta cắm cái dây vào như đây, một cái chui lớn chui nhỏ ha. Rồi, để mà chúng ta sử dụng thông thường thì chữ M, còn nếu mà để nghe điện thoại chúng ta bật xuống T. Chúng ta có chỉnh volume lớn nhỏ ở đây và chức năng tắt máy nè, mở máy, trung thực và chức năng lọc nhiễu. Bên trong máy thì chúng ta sẽ có một cái nút khóa ha, mình sợ lỡ tay làm trơn trượt đi, mình sẽ chỉnh đúng vị trí và mình gài nút nhấn lại luôn, khóa lại. Bên trong thì chúng ta còn có chỉnh độ lọc nhiễu và cái độ lớn nhỏ OBC. Và đây là số series của máy ha. Nếu mua hàng chính hãng chúng ta sẽ có số series ở bên dưới cái hộp pin thế này. Để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình liên hệ với Sức Khỏe 60 giây nha. Đây là dòng đời mới nhất của hãng Rionet, âm thanh nghe lớn hơn rất là nhiều. Và do đây là dòng kỹ thuật số nên lọc nhiễu rất là tốt luôn.